Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 miếng bạc. Người này không có gì để trả, nên chủ ra lệnh bán đi vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền dấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người đàn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ, người đàn sắp mình dưới chân và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người đàn đóng giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn đi chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi ý đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, cởi lên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụ vụ, các chị giáo lý viên và thiếu nhi rất thân mến, tha thứ là không có giới hạn. Vì một khi chúng ta tha thứ cho người khác mà chúng ta đặt vấn đề phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần, thì lúc đó chúng ta chưa hề tha thứ chút nào cả. Điều này nghe có vẻ loằng ngoằng, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ được điều đó. Trong cuộc đối thoại này, Thánh Phêrô đến gặp Chúa Giêsu và đặt câu hỏi với Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Và chính Thánh Phêrô cũng đưa ra câu trả lời luôn: có phải đến 7 lần hay không? Việt Nam chúng ta có câu quả tam ba bậc: tha thứ lần thứ nhất, lần thứ hai và quả mãn là đến lần thứ ba. Đến lần thứ tư thì chưa chắc có tha hay không. Và chúng ta thử hỏi, như vậy đã là tha thứ hay chưa? Ba lần đầu chúng ta bỏ qua, nhưng chúng ta còn ghi đó, chúng ta còn giữ trong lòng. Và đến lần thứ tư, bao nhiêu nhồi nén đó, chúng ta sẽ trút hết cả vào miệng. Thánh Phêrô nơi bài tin mừng hôm nay dường như rất quảng đại khi cho rằng phải tha đến 7 lần. Và theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, số 7 là một con số hoàn hảo. Tha cho người khác 7 lần nói lên sự tha thứ rất lớn lao, tha toàn bộ. Nhưng với Chúa Giêsu, con số 7 ấy chưa đủ để có thể coi là tha thứ cho người khác. Vì Chúa Giêsu muốn khi tha thứ, chúng ta không đặt vấn đề phải tha bao nhiêu, tha bao nhiêu lần hay tha những chuyện gì. Thầy không bảo các con phải tha đến 7 lần, nhưng hãy tha đến 70 lần 7. Tha đến 70 lần 7, đó là câu trả lời và cũng là điều Chúa Giêsu muốn Thánh Phêrô và mỗi người
vậy. Tha thứ đến mức vô hạn, tha thứ không bị giới hạn bởi số lần, tha thứ không để trong lòng những điều mà người ta xúc phạm đến mỗi người chúng ta. Tha thứ cho người khác chỉ vì chúng ta muốn tha thứ mà thôi. Tha thứ chúng ta không đặt vấn đề ở đây là phải tha bao nhiêu lần nữa. Và để minh họa cho sự tha thứ này, Chúa Giêsu kể cho Phêrô và các tông đồ câu chuyện dùng ngôn về nhà vua sẵn sàng tha thứ cho người đầy tớ. Tên đầy tớ này nợ vua 10.000 nén bạc. Chúng ta biết rằng con số 10.000 nén bạc là con số vô cùng lớn. Dù có làm việc cả đời cũng không thể kiếm được số tiền này. Chúng ta cũng không hiểu vì sao người đầy tớ này lại nợ vua số tiền lớn như vậy. Nhưng cái số tiền mà 10.000 nén bạc thì nói lên rằng cái số tiền đấy lớn lao đến mức nào. Nhưng nhà vua sẵn sàng tha thứ tất cả. Khi người đầy tớ van ơn, khi người đầy tớ cầu xin nhà vua, vua chấp nhận, vua động lòng thương xót và tha thứ tất cả. Cũng như Thiên Chúa đấng là Cha chúng ta, Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi phạm chúng ta xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến tha nhân. Chúng ta thử nhớ lại xem bao nhiêu lần chúng ta đã đi xưng tội. Có những tội nào mà chúng ta cứ xưng đi xưng lại? Có những tội mà trong lần xưng tội nào chúng ta cũng xưng cái tội ấy. Nhưng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Thiên Chúa không tính toán số lần với chúng ta. Thiên Chúa tha thứ hết một khi chúng ta ăn năn sám hối, một khi chúng ta dám đến với tòa giải tội, dám xưng thú mọi tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không có giới hạn, người không tính toán số lần với chúng ta. Và khi Chúa tha thứ cho chúng ta như vậy, người cũng mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho người khác như vậy. Vì tha thứ là một trong những dấu chỉ để cho thấy chúng ta giống Thiên Chúa, là một trong những dấu chỉ để cho thấy rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Thiếu nhi chúng con thân mến, khi đọc bài tin mừng này và đặt trong bối cảnh ngày lễ hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, chúng ta thử nhớ lại câu hỏi giáo lý đầu tiên, câu hỏi giáo lý hết sức căn bản mà mỗi người chúng ta khi đến lớp giáo lý đã được hỏi: em học giáo lý để làm gì? Ở đây mà chúng con còn nhớ được cái câu ấy, hỏi em học giáo lý để làm gì? Thưa, em học giáo lý để biết Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu Kitô là những cứu độ và mọi người là anh chị em với nhau. Chúng ta biết Thiên Chúa là Cha và chúng ta biết rằng tất cả mọi người chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta thuộc về đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Vậy chúng ta tự hỏi, sau bao nhiêu năm học giáo lý, chúng ta đã biết gì về Thiên Chúa rồi? Chúng ta biết gì về Thiên Chúa đấng là Cha của chúng ta? Chúng ta nhớ được điều gì mà Thiên Chúa là Cha chúng ta đã dạy cho chúng ta, đã truyền cho chúng ta qua quý vị, qua các thầy cô và các anh chị giáo lý viên? Chúa dạy chúng ta điều gì? Chúa muốn chúng ta sống thế nào? Chúa dạy chúng ta sống thế nào để có thể xứng đáng là người con cái của Thiên Chúa? Chúng ta phải tự trả lời cho mình câu hỏi đấy. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta tất cả. Và đây, bài tin mừng hôm nay là một trong những điều để giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, giúp chúng ta sống giống như là Thiên Chúa, giống như là Cha chúng ta. Hãy tha thứ cho người khác. Và tha thứ thật sự, tha thứ không tính toán số lần, xem chúng ta phải tha bao nhiêu cho đủ, tha bao nhiêu cho vừa. Nhưng tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương anh em như chính mình, sống yêu thương người khác, vì chính Cha chúng ta đứng lưng trên trời
đã luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Từ tội nguyên tổ xưa kia đến tội mà chúng ta vấp phạm hàng ngày, từ tội của toàn bộ nhân loại đến tội riêng của mỗi người chúng ta. Một khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta dốc lòng ăn năn sám hối, chừa cải, tin Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta khẩn khoản này xin Thiên Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình Chúa thương ta thế nào, cảm nghiệm được sự tha thứ không giới hạn mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng hãy ra đi và làm như vậy. Vì Thiên Chúa là cha chúng ta và tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Amen. Xin hứa và phong nhận giáo lý viên cấp 1. Mời các anh chị có tên sau đây tiến lên trình diện. Chị Maria Phương Ngọc Diễm, chị Teresa Nguyễn Hoàng Mai Thi, anh Đa Minh Nguyễn Hoàng Phú. Kính mời anh Du Xe Phan Hoàng Anh Tuấn, đoàn trưởng thiếu nhi thánh thể giáo xứ, giới thiệu các anh chị sẽ tuyên hứa hôm nay lên cha chính xứ. Trọng kính cha chánh xứ, chúng con xin giới thiệu với cha ba anh chị em đã hoàn thành chương trình huấn luyện giáo lý viên cấp 1 năm 2023. Những anh chị hiện diện trước mặt cha đây đã hoàn thành các khóa học, được huấn luyện các kỹ năng trong việc dạy giáo lý. Ngay sau một thời gian sắp hạch và được đánh giá bởi những vị hữu trách, chúng con xin xác nhận những anh chị đã hoàn đủ điều kiện. Kính xin cha công nhận những anh chị là giáo lý viên cấp 1 của giáo xứ. Chúng con thân mến, việc giảng dạy giáo lý luôn được hội thánh coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng. Vì trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Kitô phục sinh đã ban cho các tông đồ huấn lệnh sau cùng, đó là làm cho các dân tộc trở nên môn đệ và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều người đã truyền. Nhiệm vụ này liên hệ đến tất cả mọi người, giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân. Hôm nay, một cách đặc biệt, chúng con được Hội Thánh chính thức ủy thác sứ mệnh giảng dạy giáo lý. Cha tin chắc trong thời gian qua, chúng con đã cố gắng học tập và đào luyện đời sống nhân bản cũng như đức tin của mình để trở thành một giáo lý viên huân trưởng thánh thiện và đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh. Chúng con đã được những người có trách nhiệm xác nhận và đề bạt để trở thành giáo lý viên huân trưởng cấp giáo xứ. Giờ đây trước khi trao chứng thư và khăn quàng để ủy thác sứ mệnh giảng dạy giáo lý cho chúng con, cha muốn chúng con công khai tuyên xưng đức tin và ý muốn của chúng con. Mời khăn quàng đứng. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là cha toàn năng và yêu thương đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Chúa Giêsu Kitô con một Chúa Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ nạn và chịu chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần là ngôi ba thiên Chúa sinh bởi Chúa Cha và Chúa Con không? Anh chị em có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh tông, con tin phép tha tội, xin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Kính mời các bạn ngồi. Những lời thưa con hứa của giáo lý viên Chúa Cha chủ sự giờ đây nói lên quyết tâm vượt khó và hăng say trong sứ vụ của mình. Với các giáo lý viên tuyên hứa hôm nay, chúng con có hứa cố gắng vượt qua mọi gian nan khó khăn để chu toàn sứ mệnh giảng dạy giáo lý không? Thưa con hứa. Chúng con có hứa trung thành giảng dạy giáo lý vẹn toàn của Chúa Giêsu, giáo huấn của Hội Thánh và loại bỏ mọi giáo thuyết sai lạc không? Thưa con hứa. Các anh chị giờ đây đã trở thành các giáo lý viên cấp giáo xứ, chức danh mà các anh chị sắp lãnh nhận đây
trách nhiệm của các chị đối với công cuộc giáo dục đức tin mà cha chánh xứ đã bị thác cho ngày khai giảng năm học. Xin cho các anh chị khi mang chức khăn này luôn ý thức với lời mình đã hứa cùng Chúa trước mặt cộng đoàn, dùng gương sáng và đời sống để tôn vinh danh Chúa và biểu ích cho các em thiếu nhi của mình. Kính mời cộng đoàn đứng để tham dự nghi thức làm phép khai quản. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con được mang những khăn quà này. Để khi mang khăn, chúng con phải cố gắng sống theo gương Chúa Giêsu thánh thể, hiền lành và khiêm nhường, là lý tưởng của thiếu nhi chúng con. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa các khăn quà này, để những ai mang khăn này thì được Chúa ban ơn thánh hóa ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời các đoàn ngồi. Các giáo lý viên thân mến, giờ đây cha sẽ trao cho chúng con chứng thư, khăn quà và sách giáo lý hộ thánh Công giáo để chứng nhận tư cách và sự dấn thân của chúng con là người giảng dạy giáo lý trong hộ thánh Công giáo. Chúng con hãy luôn nhắc nhở mình là người sống và thông truyền giáo lý của Chúa và luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Xin kính mời quý anh chị dự trưởng tiến lên nhận khăn dự trưởng từ cha phó và chắc. Chúng con xin kính mời cha.
Trước khi bước vào năm học giáo lý mới, các giáo lý viên cần cam kết với Chúa và cộng đoàn về sự dấn thân và tinh thần phục vụ của mình. Giờ đây, kính mời các anh chị trong ban hướng dẫn tiến lên cung thánh. Mời các anh chị giáo lý viên đứng tại chỗ để nói lên lời cam kết của mình. Trước khi bước vào năm học giáo lý mới, các giáo lý viên cần cam kết với Chúa và cộng đoàn về sự dấn thân và tinh thần phục vụ của mình. Chúng con có tin nhận những mầu nhiệm căn bản trong đạo và hứa hoàn thành sứ mệnh giảng dạy giáo lý, thì giờ đây chúng con hãy công khai nói lên lời cam kết của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, được làm giáo lý viên công giáo, chúng con tự nguyện xin cam kết tin thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi, trung thành với Hội Thánh. Chúng con quyết tâm hoàn thành sứ mệnh giảng dạy giáo lý mà hôm nay Hội Thánh chính thức trao phó cho chúng con, để tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho các linh hồn. Xin Chúa giúp chúng con giữ trọn lời cam kết hôm nay. Thay mặt Đức Giám mục Giáo phận, cha vui mừng chấp nhận lời cam kết của chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những ký nguyện tốt đẹp của chúng con. Hallelujah.